đây thì chúng ta khẳng định là trong cái chỉ đạo rất là thống nhất từ Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia và lãnh đạo hai thành phố ấy, thì đều xác định rất rõ là chúng ta trước tiên là dành lại cái vỉa hè để chúng ta bố trí sử dụng một cách phù hợp. Ưu tiên số 1 dành cho đi bộ, nhưng đồng thời chúng ta tổ chức những diện tích hợp lý, có trật tự để phục vụ nhu cầu kinh doanh, phục vụ nhu cầu trông giữ xe. Và cái đối tượng của những người nghèo, và tôi xin nhắc lại đây không phải là rất nhiều nhé, những người nghèo bán hàng rong mà cuộc sống của họ và gia đình họ buộc phải bám vào hoạt động trên vỉa hè ấy, cái tỷ lệ này chiếm rất ít trong số những đối tượng đang chiếm dụng vỉa hè trái phép hiện nay. Như cho nên đối tượng này sẽ là đối tượng được ưu tiên để tổ chức sắp xếp và sử dụng một phần vỉa hè còn lại để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh của họ một cách trật tự. Đồng thời là những phần diện tích khác thì có thể bố trí để trông giữ xe, thậm chí là trong những khung thời gian cho phép thì cũng có thể sử dụng những phần vỉa hè cho những hoạt động kinh doanh chính của những cái hộ gia đình mà người ta có cửa hàng, có cái hoạt động kinh doanh ở mặt phố. Thế nhưng ở đây chúng mình xác định rằng tất cả mọi diện tích vỉa hè mà ở trong đô thị đều phải được quản lý một cách đầy đủ, chính xác. Và xin nhắc lại một lần nữa là nhu cầu đi bộ, cái chức năng đi bộ là cái chức năng đầu tiên mà vỉa hè phải thỏa mãn. Thứ nhất là cái sự đồng thuận của đại đa số nhân dân. Thứ hai là cái sự nhận thức trong cái việc sử dụng vỉa hè một cách có hiệu quả của những cái hộ dân, những cái người mà cái cuộc sống của họ có gắn đến vỉa hè, những người bán hàng rong và đặc biệt là những hộ gia đình mà có cửa hàng, tổ chức hoạt động kinh doanh dọc tuyến, những người có nhu cầu để phương tiện của mình ở một phần những cái vỉa hè đấy, thì họ đều cái nhận thức của họ rằng cái trật tự vỉa hè chính là mang lại cái lợi ích, tạo cái sự hấp dẫn hơn cho những hoạt động kinh doanh của họ, cho những hoạt động hàng ngày của họ. Cho nên họ sẽ cái nhận thức đấy đã có sự chuyển biến, và đặc biệt cùng với cái sự cam kết quyết tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở từ cấp phường, cấp quận huyện, thế rồi chính quyền của hai thành phố lớn và các địa phương, thì chắc chắn là cái lần này chúng ta làm xong có sự cam kết, có sự duy trì, có sự giám sát và đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong cái việc tuyên truyền phổ biến, vận động người dân và giám sát cái kết quả hoạt động trong cái quản lý lập lại trật tự vỉa hè của cơ quan chức năng và các địa phương, thì chắc chắn là cái kết quả này nó sẽ bền vững và được duy trì.